Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lần đầu tiên, thầy chúc các em luôn luôn may mắn, khỏe mạnh, vui vẻ và đam mê trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí để hỗ trợ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các bài giảng mới nhất của thầy. Hôm nay thầy đồng hành cùng các em lớp 12 để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2020. Video này thầy sửa câu 2 tương tự câu 35 theo đề thi mẫu của Bộ Giáo dục. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em hiểu, tìm hiểu các khoảng cách lớn nhất liên quan đến số phức. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Câu số 2 tương tự câu 35. Tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ OI biểu diễn số phức z sao cho mô đun của z trừ 2 trừ 4i bằng mô đun z trừ 2, giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối của hiệu hai mô đun, đó là mô đun của z trừ 3 cộng 4i trừ mô đun của z trừ 4 cộng 6i khi số phức z bằng. Chúng ta có 4 đáp án. Đọc qua bài tập này, trước hết chúng ta phải hiểu số phức z thỏa điều kiện mô đun của z trừ 2 trừ 4i bằng mô đun của z trừ 2. Thì từ đây chúng ta sẽ tìm được tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z trên mặt phẳng OI thuộc tập hợp nào. Sau đó chúng ta để ý mô đun của số phức z trừ 3 cộng 4i chính là khoảng cách từ điểm M biểu diễn số phức z đến một điểm có tọa độ 3 âm 4. Mô đun của số phức z trừ 4 cộng 6i chính là khoảng cách từ điểm M đến điểm có tọa độ 4 trừ 6 ở trên mặt phẳng. Và như vậy thì giá trị lớn nhất của biểu thức cần tìm chính là trị tuyệt đối của hiệu hai khoảng cách. Từ đó chúng ta sẽ đi tìm được số phức z khi chúng ta xác định được hiệu hai khoảng cách này lớn nhất. Bây giờ thầy vào trình bày lời giải. Thầy gọi M biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ OI. Ta có mô đun của z trừ 2 trừ 4i bằng mô đun của z trừ 2 thay z bởi x cộng ii vào hai vế thì chúng ta sẽ được tương đương với mô đun của x trừ 2 cộng với y trừ 4i bằng mô đun của x trừ 2 cộng ii. Tương đương với x trừ 2 tất cả bình phương cộng y trừ 4 tất cả bình phương bằng x trừ 2 tất cả bình phương cộng y bình phương. Vế trái và vế phải đều có x trừ 2 tất cả bình phương, cho nên chuyển vế triệt tiêu. Và y bình phương ở vế trái và y bình phương ở vế phải cũng triệt tiêu. Vậy khi đó chúng ta biến đổi biểu thức này như sau. Tương đương với ở vế trái là trừ 8y cộng với 16 bằng 0. Tương đương với y bằng 2. Như vậy, tập hợp các số phức z thuộc đường thẳng y bằng 2, thầy sẽ biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ. Điểm M biểu diễn số phức z sẽ nằm trên đường thẳng delta. Y bằng 2 là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tọa độ 0,2 và song song với trục hoành. Và thầy gọi delta là đường thẳng y bằng 2. Đây là mệnh đề thứ nhất. Bây giờ thầy gọi A là điểm có tọa độ 3 âm 4. Tức là ở trong cái mô đun thứ nhất của biểu thức ở giả thiết thì các em đặt dấu trừ ra ngoài. Các em sẽ được 3 trừ 4i thì điểm A thầy đặt là 3 âm 4. Và tương tự mô đun của z trừ 4 cộng 6i thì đặt z trừ mở ngoặc 4 trừ 6i
thì khi đó thầy sẽ được điểm B là có tọa độ 4,6. Vậy thì khi đó trị tuyệt đối của hiệu hai mô đun, mô đun Z trừ 3 cộng 4Y chính là khoảng cách MA, và mô đun của Z trừ 4 cộng 6Y chính là khoảng cách MB. Thầy viết lại bằng trị tuyệt đối của mô đun hai số phức, mô đun của Z trừ mở ngoặc 3 trừ 4Y trừ cho mô đun của Z trừ cho mở ngoặc 4 trừ 6Y, mà điểm A có tọa độ 3,4, điểm B có tọa độ 4,6. Vậy thì từ đây ta có mô đun của Z trừ cho mở ngoặc 3 trừ 4Y là khoảng cách từ điểm M đến điểm A, trừ cho mô đun của Z trừ cho mở ngoặc 4 trừ 6Y là khoảng cách giữa hai điểm M và B. Bằng trị tuyệt đối của hiệu hai khoảng cách AM trừ BM. Bây giờ thầy vẽ hai điểm AB. Điểm A có tọa độ 3,4 và điểm B có tọa độ 4,6 như trên hình vẽ. M là một cái điểm nằm trên đường thẳng delta. Trị tuyệt đối của hiệu hai khoảng cách MA trừ MB kèm quan sát trên hình vẽ. Mà ta biết rằng trị tuyệt đối của hiệu hai khoảng cách MA trừ MB bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng AB. Vì A và B nằm cùng phía đối với đường thẳng delta, tức là nằm phía dưới đường thẳng delta, nên trị tuyệt đối của hiệu hai khoảng cách MA MB sẽ lớn nhất khi và chỉ khi trị tuyệt đối của MA trừ MB bằng AB. Khi nào xảy ra cho bằng? Khi ba điểm này thẳng hàng. Tức là khi đường thẳng AB sẽ cắt đường thẳng delta tại điểm như ở trên hình vẽ. Tương đương với M là giao điểm của đường thẳng AB với đường thẳng delta, tức là đường thẳng AB này sẽ cắt đường thẳng delta tại một điểm, thì đó chính là điểm biểu diễn số phức Z cần tìm. Bây giờ để tìm giao điểm của AB với đường thẳng delta thì phương trình của đường thẳng AB chúng ta viết được, đó là y sẽ bằng trừ 2x cộng 2. Thầy gọi đây là mệnh đề thứ hai. Để tìm giao điểm của đường thẳng delta là y bằng 2 và đường thẳng AB là y bằng trừ 2x cộng 2 thì chúng ta thế 1 vào 2. Từ 1 y bằng 2 thay vào 2 thì ta được 2 sẽ bằng trừ 2x cộng 2. Từ đây ta có x bằng 0. Như vậy, với x bằng 0, y bằng 2 thì ta được điểm M có tọa độ 0,2. Vậy điểm M có tọa độ 0,2 thì khi đó điểm M là điểm biểu thị số phức Z bằng 2y và chúng ta chọn đáp án B. Như vậy qua bài tập này là một bài toán tìm giá trị lớn nhất của hiệu hai khoảng cách, là một bài toán cơ bản mà các em cần phải hiểu cách làm. Ở đây thầy không chứng minh mà thầy dùng tính chất hình học như các em đã biết để chúng ta giải bài tập này. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.
Chào tạm biệt các em.